nhật của một khán giả đã đến ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời. Chị Lê Thắm đang ở đâu ạ? Lê Thắm ơi! Happy birthday! Cảm ơn em nhé! Hồng Linh ơi, cảm ơn Hồng Linh rất nhiều. Hồng Linh, nói đi.
không chị nói đi. Dạ, kính lão đất thần. Dạ. Nghĩ nói à? Ủa? Kỳ vậy? Tội nghiệp nhỏ nhưng mà ngang xương luôn. Cái đó gì, em xin một phút để chúc mừng tin nhận cho khán giả Thanh Phượng đó đó ạ. Thanh Phượng à? Dạ. Hôm nay nhiều khán giả tên Phượng quá. Có bụng xin nhận không ạ? Dạ tại nghe nhà. Cho em hỏi cái khách có bụng không ạ? Dạ đừng bấm ánh sinh nhật tội nghiệp tụi em mà. Bữa nay nào nhận, không có ngày nào mà đông sinh nhật như hôm nay, 5 cái. Dạ, không biết chính tháng trước là ngày nào mà vui dữ gì. 5 cái, 1 cái, mà bùng cái luôn. Chắc hỏi chị Như Phượng quá em ạ. À, em biết rồi. Ai? À. Chị Thanh Phượng. Hôm nay là sinh nhật Thanh Phượng, đúng ngày nhưng mà sai tháng. Cho nên chị không có tới. Em nghĩ vậy, em thiết nghĩ vậy. À, đâu ạ? Đợi cái khác, đợi khác liền không sao. Bọn này có khác, Châu Linh à. Châu Linh đang ở đâu ạ? Yeah, happy birthday Châu Linh, I love you. Rồi cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Giờ chị mới phát hiện là bạn của Liễu cũng rất nhiều bóng.
Bây giờ mày để ẩm khỏi kèn không? Hay ẩm? Hay sao? Sao còn cái nữa không? Ai tin? À dạ, quý khán giả là tin thiện tâm à? Thiện tâm à? Thiện tâm! Happy birthday thiện tâm! Happy birthday thiện tâm! Thank you.
Dạ, chúc chị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Dạ, chúc mừng tụi mấy chị nha. Thank you. Rồi, chút xíu tụi mừng cái bánh hồng này. Nó đã tới chảy mà không có mừng. Chúc mừng quý vị khán giả. Và ngay bây giờ là sinh nhật của Nguyễn Phạm. Hả? Em Nguyễn Phạm đúng không? Nguyễn Phạm Kim Hiếu. Đúng rồi. Cái này là Nguyễn Phạm. Trời ơi, bán được cái chữ gì trời. Là cái người rất là đặc biệt của chị ẩn. Xin mời đi. Nhi ơi, trước trước một người phụ nữ thành công, sau lưng một người phụ nữ sẽ có một người phụ nữ. Càng ngày càng trẻ đẹp, bớt ế lại để anh bớt ám chị lại thôi em nha. Trời ơi, sẵn tiện em tính chính cho quý vị, đây là fan ruột của em, fan cứng của em chứ không phải là như mọi người đùa, bây giờ mọi người tội con bé. Ai thù quá thì em hỏi chị nè, chị nhân viên bây giờ là có đứa con rồi đó, chị định làm với chị. Chị hỏi gì kỳ vậy, thấy hai cái bánh không? Có bầu rồi đó. Rồi chúc mừng em sinh nhật nghe đi nha. Rồi chúc hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc như bây giờ nha. Tại vì trên sân khấu thì ngại nhưng mà sau lưng thì chị mới hiểu. Rồi đi, cảm ơn hai đứa rất là nhiều đã đến với Sài Gòn Tinh Thần và mang nhiều niềm vui giống như một những đứa trẻ.